thơ rộn ràng muôn linh sáng, và tuyết xuống trắng xóa trên hàng thông già, em yêu em có mơ về đâu. Ngàn ánh lên thắp sáng sáng cho tình đôi mình, một đời thật lành và qua hết giông tố, mình sẽ mãi mãi sống có nhau gần nhau hoài, em bên anh luôn mãi gần bên anh như ta thầm ước bên nhau trọn đời. Người yêu ơi anh hay chăng đông đang về đó, đang nhịp nhàng người vui duy phố cùng hát tất tình cho đời vui hoài, ta bên nhau xây mối duyên bạc đầu. Xin Chúa đưa xót
và sống dưới lề để chuộc những ai sống dưới lề hầu chúng ta nhận cơ cả để chứng thực anh em là con mà kêu lên các ba cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nhưng là con mà là con thì cũng là người trở về nhờ thiên chúa. Đó là lời Chúa. Đã không để tâm đến việc dạy của con gái mà cũng chẳng để tâm
Về đêm chúng ta thấy khi chúng ta đã có gia đình hạnh, Chúa Giêsu mẹ Maria và Thánh Giuse là chúng ta muốn chia nhau một gia đình, trong đó các thành viên đều sống đạo đức, đều là những con người thánh thiện. Vậy hôm nay khi văn yêu cũng như anh cha và biết người cũng như bạn khi chúng ta bước vào đời sống một gia đình, cha khích lệ chúng con cần phải hăng say làm thánh, cần phải tận dụng hết tất cả những điều Chúa ban cho mình, trí lực, tài lực, bất lực cũng như vật lực, để chúng ta xây dựng một gia đình có những điều kiện cần thiết để xây dựng một đời sống gia đình làm bạn sống đạo đức, sống như đấng vợ chồng, sống đạo đức con. Nếu có những điều này thì chắc chắn rằng bạn sẽ không có thành công thành thế với đề tài như chúng ta nữa. Còn mà đó có thể để thành công gia đình đến được. Nếu có những trang như biết vị và tạo ly chiêm ngắm đức mẹ Maria, một người phụ nữ sống nội tâm, một người phụ nữ luôn lắng nghe và suy nghĩ gặp lại những lời Chúa nói và những việc Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Nói nhỏ nhẹ dễ nghe, nhưng rồi khi sống trong một thời gian, những người phụ nữ duyên dáng thùy mị đẹp đẽ sống nội tâm trong chiều sâu thì những không còn nhiệt độ cho các điều của mình nữa, lúc nào cũng có thể nói rất nhiều, nói không đúng lời, nói không đúng lúc và nói những điều không đáng nói. Chính vì vậy hôm nay cha mời gọi chúng con, đặc biệt là thanh trang và tạo ly, chúng con hãy nhìn vào đời sống của mình, một đời sống nội tâm sâu xa, một đời sống không suy những điều xảy ra trong cuộc đời của mình, và nhất là một đời sống mà luôn luôn gắn bó với việc suy ngẫm lời Chúa, cũng như sống những hoàn cảnh, những sự kiện biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình. Vậy thì ngày hôm nay khi chúng con thấy điều hạnh phúc gia đình, khi chúng con từ hành những cái hôn nhân để trở thành một gia đình hôn nhân Công giáo, thì chúng con hãy chiêm ngắm gia đình thánh gia Chúa Giêsu mẹ Maria và Thánh Giuse để chúng ta bắt chước gia đình. Rất có thể chúng con nói bởi vì các ngài là thánh rồi và mình là người mà làm sao mà có thể bắt chước tất cả điều, chúng ta không thể bắt chước ngay được đâu, chúng ta cũng không thể bắt chước hết mọi sự lên đâu. Nhưng ngày hôm nay khi chúng con bước vào đời sống hôn nhân, hãy tập luyện để gì, hãy bắt đầu để gì, hãy chú tâm để gia đình của mình ngay từ ngày bắt đầu, để khi chúng ta vẫn miệt mài chăm lo tìm kiếm những điều kiện cần thiết cho đời sống gia đình của mình, thì không bao giờ chúng con được quên sự thánh thiện, sự đạo đức cũng như đời sống nội tâm trong gia đình. Vì cô là những đặc yếu và Maria là đặc trang, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý về hôn của các con của Chúa cùng cô và cùng Chúa Đức Linh Thánh trước mặt tự tại của Chúa Đức và Cộng Đoàn. Đức Kitô nhắc động tay và phúc lành cho đời yêu của các con và dùng những đức đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con lại nói chung vị với nhau và đặc biệt trong trọng kỳ tác của hôn nhân như chỉ thị đại dụng ý Đức Thánh Tẩy và Thánh Nghĩa các con. Bởi vậy chúng con cầu thánh cho các con để ý định kết hôn vì mùa là tâm yêu và ma gia là thánh cha, các con lên đây để kết hôn với nhau, các con có thể nghe được không? Thưa con các con có hoàn toàn tự ý và tự do để kết hôn với nhau không? Thưa con khi chọn đời số như thế đó sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời đời. Thưa con. Các con có sẵn sàng yêu thương và để con đã và chúa sẽ ban và đã cùng chúng ta là chúa đi cô và một ngày không? Thưa con. Vậy thì các con đã quyết định kết hôn, các con hãy nắm tay nhau và lấy sự của các con chúc phúc Thiên Chúa và một ngày mới. Anh đi qua nhận tâm và thiếu, xin anh em Maria và anh Trang làm hứa sẽ lòng trung thủy với em khi từng vượt như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc bạn khỏe, để yêu thương và con nhỏ nghe còn hàng suốt đời. Anh Maria và anh Trang xin nhận tâm và thiếu.
Lạy Cha chi anh cha đã tạo dựng con người trong hình ảnh Cha, cho con đem hoa đời
Chúng ta hỗ trợ con này và con này.
Cha nhận thấy có hai người ở phía sau thành phố này còn chung vai cùng Chúa chung xây
gia đình hôm nay. Lạy Chúa thương con, gìn giữ tim con. Lạy Chúa cho con chung lời đoán hứa, kiếp sống hôm nay thề hứa chung tay gìn giữ đắp xây tình nghĩa lâu dài. Lạy Chúa tương lai, dù có chông gai cùng nắm tay nhau xây đời mai sau. Kính Chúa yêu người đời sẽ vui tươi. Lạy Chúa thương con, tình yêu vuông tròn. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gầm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay.